Xin được tiếp nối chương trình với tiểu mục chuyện tối nay. Thưa quý vị và các bạn, khắp các trang mạng xã hội thời gian gần đây, từ flex được nhiều người sử dụng, đặc biệt là giới trẻ rất hưởng ứng và trở thành trào lưu. Thậm chí còn có một group mang tên Flex đến hơi thở cuối cùng, hơn 1 triệu thành viên, với sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng. Flex ngày nay được hiểu là hành vi thể hiện, khoe khoang vật chất và thành tựu của bản thân lên mạng xã hội. Việc tự hào khoe về những thành tích mình đạt được và tài sản mình sở hữu thì không có gì xấu, và cái điều này thì mang lại niềm vui và tự hào cho bản thân. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ có những mặt trái nếu bạn không kiểm soát, sa đà vào việc khoe khoang, ảo tưởng. Và bản thân thì về chủ đề này, ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã mời tới trường quay Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Vân Anh, trưởng khoa công tác xã hội Trường Đại học Công đoàn để cùng trao đổi với quý vị và các bạn. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Vân Anh đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ vâng ạ, có thể nói rằng là ngày nay thì chúng ta thấy rằng cái tôi của ai cũng rất là lớn. Việc thể hiện mình ở trên mạng xã hội như Thanh Mai vừa chia sẻ với khán giả thì có lẽ là khá là phổ biến đúng không ạ? Vậy thì có lẽ rằng đây là một cái trào lưu mà gọi tên là flex, thì không biết là bà đánh giá như thế nào? Vâng, như chị cũng vừa nói, flex hiện nay đang là một cái thuật ngữ mà tất cả mọi người đều hiểu rằng đó là một cách để họ có một cái cơ hội để khoe cái thành tích của cá nhân cũng như là những cái việc tốt đẹp mà bản thân họ cảm thấy rất là tự hào. Và đầu tiên thì flex đã được thể hiện một cách rất hài hước và trào phúng. Ví dụ như các bạn trẻ hiện nay, bạn có những cách khoe flex của mình như là: ôi, chân tôi dài đến mức độ mà tôi mặc không vừa cái quần Chanel này, hay là tôi mới ký sơ sơ được vài tỷ qua một hộp đồ mới. Thế thì đó là cái cách mà chúng ta nghĩ rằng là họ đang theo một cái khuynh hướng trào lưu mới. Nhưng thực ra cái câu chuyện về việc là tự khoe bản thân mình thì nó đã là một cái hiện tượng mà người ta đã sử dụng từ xưa đến giờ rồi, rất là nhiều. Nhưng hiện nay thì nó được đặt tên một cách cụ thể, đó là flex. Và cái từ khóa flex nó đã trở thành một cái trào lưu đã chạm vào rất là nhiều về cái tâm lý của giới trẻ hiện nay, cho nên được hưởng ứng rất là mạnh mẽ. Dạ vâng ạ. Có thể nói rằng là trước đây thì bản thân, nhất là trẻ con đi, học sinh thì hay bị áp lực với cái câu chuyện là bố mẹ hay khoe con cái là con nhà người ta, rồi khoe với anh chị em trong gia đình, tức là có một cái sự so sánh. Và hiện nay thì là qua cái câu chuyện mà mọi người tự khoe đấy thì dường như là mình không phải khoe chỉ bản thân mình với một số ít người mà nó là với cả xã hội. Vậy thì điều này sẽ tác động như thế nào đối với giới trẻ? Thực ra thì nếu như theo cái phần nghiên cứu của một nhà khoa học rất nổi tiếng, đó là Maslow, là cha đẻ của nhà tâm lý học, là một người tâm lý học của Mỹ, tức là ông nghiên cứu về tâm lý học về nhân văn á, thì ông cũng đã nói ra các cái thang nhu cầu, có 5 thang. Thế và cái thang nhu cầu đầu tiên đó là người ta mong muốn được thể hiện và được thỏa mãn những cái nhu cầu bản năng cũng như là nhu cầu về an toàn. Nhưng khi mà người ta đã thỏa mãn được điều đó rồi thì người ta sẽ tiếp tục vươn tới những cái thang nhu cầu tiếp theo, đó là những thang nhu cầu được thể hiện một cái tình cảm và được thể hiện về giá trị tư tưởng tinh thần. Vậy thì khi mà flex ra đời á, thì đã chạm được vào cái tâm lý của mọi người là ai cũng rất muốn được yêu thương, ai cũng rất muốn được tôn trọng. Cho nên nó không phân biệt bất cứ một cái nhóm tuổi nào, một trình độ học vấn nào, hay là già trẻ, trai gái. Và tôi thấy rằng đó vẫn có những cái mặt tích cực. Bởi vì khi con người ta được thỏa mãn về cái tôi cá nhân, thỏa mãn được cái sự yêu thương, được cái sự khen ngợi của người khác, sự động viên của người khác bằng những cái like hay những cái lời động viên, thì đương nhiên đó là một cái liều thuốc tinh thần cực kỳ lớn với tất cả mọi người. Họ sẽ có những cái niềm cảm hứng, họ sẽ cảm thấy hạnh phúc và họ có những cái sự hưng phấn trong cuộc đời của họ. Dạ vâng ạ, cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Vân Anh. Rõ ràng là chúng tôi cũng đồng cảm, đồng tình với cái câu chuyện đó là nó có những cái sự tích cực. Và nếu mà nó không tích cực thì chắc chắn rằng là nó không chỉ dừng lại ở giới trẻ. Và hiện nay chúng ta vẫn thấy rằng cái phong trào, cái cộng đồng flex nó đã rất là rộng. Cộng đồng flex đến hơi thở cuối cùng hiện nay ấy, cái độ tuổi trung niên tham gia rất là nhiều. Và giống như là bà Vân Anh vừa chia sẻ thì họ cảm thấy phấn khích, cảm thấy được yêu thương. Vậy thì vấn đề đây là gì ạ? Cái vấn đề mà tôi thấy rằng là con người ta ai cũng có nhu cầu được thể hiện, là được khẳng định cái bản thân mình. Thế thì flex cũng đã giúp cho con người ta có những cái tích cực. Và tại sao flex lại trở thành một cái đời sống của giới trẻ và con người? Bởi vì flex cũng lại chạm vào một cái tâm lý nữa, đó là giới trẻ rất là thích
thể hiện bản thân, rất thích khoe khoang, cũng như là rất thích là được nhìn thấy những cái sự thành công của mình. Và flex cũng đã giúp cho con người ta được nhìn lại những cái dấu mốc thành công của họ. Và từ cái dấu mốc thành công đó lại tiếp tục làm cái đà để cho họ nhìn vào đấy, họ phấn đấu để thành công những cái hoạt động tiếp theo. Vậy thì tôi thấy câu chuyện nó đang có những cái chiều hướng tích cực rất là tốt nếu như chúng ta biết khai thác flex đúng theo cái chiều cạnh của nó, những cái chiều cạnh tích cực của nó. Vậy là có nghĩa là nó vẫn còn một cái chiều cạnh, là một cái mặt trái của những, đúng không ạ? Là những cái mặt trái. Vậy thì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Vân Anh thì mặt trái của cái hiện tượng, cái phong trào, một cái trường phái gọi là flex hiện nay là gì? Tôi đang nhìn thấy rằng kết hợp với công nghệ AI bây giờ, nếu như người ta sử dụng flex theo một cái trào lưu khác, trên một góc cạnh khác, thì họ sẽ rất dễ lợi dụng để người ta tung ra những cái thông tin giả, những cái điều không có thật về bản thân để đi lừa đảo người khác, thì đấy là một cái chiều tiêu cực thứ nhất. Cái thứ hai là khi flex đưa ra thì những cái người á, người ta không đạt được, người ta nhìn vào những hình ảnh đó, suốt ngày thấy người nọ người kia khoe những thành tích của mình, khoe những thành công của mình, thì tự nhiên bản thân họ cảm thấy ghen tị, cảm thấy khó chịu, thậm chí là người ta sẽ hằn học, người ta sẽ tìm những cách gì đó để dìm cái người kia xuống, bởi vì tại sao anh ta cứ thành công như thế mà tôi không được, thì nó lại là một chiều hướng tiêu cực. Và cái thứ nữa là lại rất dễ dẫn cho người ta một cái sự tự ti, bởi vì là tôi quá yếu kém, tại sao tôi nhìn thấy anh lúc nào cũng đầy những cái thành tích nhưng tôi không được, thì lại dồn họ vào cái chân tường. Vậy thì đấy chính là ba cái điều tôi đang thấy một cái sự tiêu cực nếu như chúng ta bị điều khiển bởi flex và chúng ta bị phụ thuộc vào tất cả những cái sự đánh giá trên mạng, thì nó sẽ dẫn tới những cái điều đó. Dạ vâng ạ. Vậy thì ở đây chúng ta đang đưa ra một cái góc nhìn đa chiều cạnh, đúng không ạ? Và nếu mà để có lời khuyên để mà hữu ích nhất, tốt nhất mà giữ một cái sắc thái cân bằng nhất và một cái lối sống để mà chúng ta sẽ không mắc phải những cái sự tổn thương, thậm chí là mất mát rất là nhiều khi mà chúng ta quá ảo tưởng về cái phong trào flex, cái trào lưu này, và chúng ta sẽ cân bằng theo một cách nào? Tôi thấy rằng trước tiên mỗi con người hãy tự nhận thấy giá trị của bản thân mình, bởi vì mỗi cá nhân là một nhân vật cá biệt và ai cũng có những cái điểm đặc biệt riêng. Vậy thì mình phải tự nhìn thấy cái giá trị của mình để mà không cảm thấy thất vọng, không cảm thấy tự ti khi mà mình chưa có những cái thành quả hay những cái thành tích để khoe trên flex. Cái thứ hai nữa là cũng hết sức kiểm soát và có những cái hành động, suy nghĩ, lời nói hết sức khách quan khi mà chúng ta nhìn thấy các cái trào lưu flex trên mạng. Bởi vì có thể những cái trào lưu là những cái flex người ta khoe không thật, hoặc là người ta có quá thành công và chúng ta dễ bị dẫn dắt bởi những cái lời bình luận trên đó, thì chúng ta lại đưa ra những lời phán xét, những lời chỉ trích những cái người thường xuyên làm flex như thế, thì bản thân mình lại đang rơi vào cái trạng thái tiêu cực. Vậy thì cách thoát ra là chúng ta hãy, nếu chúng ta không muốn xem thì chúng ta hãy bớt đi những cái sự tương tác và tránh những cái đưa những cái lời comment vào. Và cái thứ ba nữa đó là chúng ta cần phải đừng để con người mình bị dẫn dắt và bị đưa cho người khác đánh giá về giá trị bản thân. Và nếu như thế thì chúng ta sẽ chính là mất bản thân mình và chúng ta lại tạo ra một cái trào lưu rất là xấu ở trên mạng. Thì ba cái điều đấy là ba điều tôi thấy rất là quan trọng nếu mà chúng ta thường xuyên xem flex hoặc chúng ta sử dụng flex như là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của chúng ta hàng ngày. Vậy thì cá nhân, nếu mà cá nhân bà Vân Anh thì mình sẽ đi theo cái chiều cạnh nào, hay là mình là một người rất là cân bằng tốt cái điều đó? Thực ra thì nếu như nói là chúng ta hoàn toàn cân bằng được thì là một cái sự quá tự tin. Bởi vì đôi khi con người ta rơi vào những trạng thái tâm lý khó kiểm soát. Thế thì cái cách là chúng ta tập cái việc là chúng ta hãy vui mừng, chúng ta hãy cảm thấy vui với những cái thành công của người khác và hãy lấy họ chính là những tấm gương, những cái người truyền cảm hứng để chúng ta sẽ đi theo những cái tấm gương đó để xem là thế thì họ thành công như vậy thì mình cần phải có những bước gì để thành công. Đó là cách mà tôi vẫn luyện cho bản thân mình để nhìn mọi mặt lúc nào cũng có những cái sự tích cực nhất. Có nghĩa là chúng ta vẫn phải có một cái bộ lọc để chúng ta lọc được flex là cái gì. Tại vì thực ra có lẽ là nó cũng chỉ là một cái gọi tên thôi. Tại vì hàng ngày đơn cử như là rất là nhiều người họ làm những cái công việc về hệ thống chẳng hạn, họ luôn luôn phải push cái tinh thần lên cho một cái năng lượng tốt nhất, thì chúng ta cũng rất là khó để nói rằng như vậy là không tốt, là không đúng. Và tôi nghĩ có lẽ nó cũng vẫn là cách nhìn, đúng không ạ? Vâng, đúng thế ạ. Và nếu mà có một lời khuyên dành cho khán giả ngày hôm nay thì bà Vân Anh sẽ gửi gắm cái điều gì để cho chúng ta luôn luôn là cân bằng được bản thân mình tốt nhất, tối ưu nhất?
Tôi thấy rằng là ai cũng phải cần phải xác định cho mình một đích về cuộc đời. Đích cuộc đời của chúng ta là muốn vươn tới những sự tốt đẹp, thành công, hạnh phúc, hay đích của cuộc đời chúng ta là chỉ cứ gặm nhấm những cái điều mà chúng ta đang thất bại, bởi vì quá khứ thì chúng ta không làm lại được. Vậy thì hãy nhìn vào những cái điều tích cực của Flex, hãy nhìn thấy những tấm gương họ đã thành công, hãy nhìn những cái điều tuyệt vời họ đã làm được, và chúng ta tin rằng xã hội của chúng ta, thế giới của chúng ta cũng sẽ có những điều tích cực thành công như thế nếu bản thân chúng ta là một trong những nhân tố để tạo ra những Flex tích cực. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Vân Anh với những sự chia sẻ của bà. Và Thanh Mai cũng nghĩ rằng với một cái bộ lọc tốt, một cái tri thức tốt, thì chúng ta hoàn toàn đứng trước tất cả mọi hiện tượng của xã hội, mọi trào lưu, thì chúng ta sẽ cân bằng tốt bản thân. Và nội dung này cũng đã khép lại chương trình Chào Buổi Tối ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn chị.